Xin chào tất cả các bạn. Mình cũng vừa rồi mình có nhận được nhiều câu hỏi các bạn mới vào nghề thì các bạn muốn tìm hiểu về làng biển Hào Quang, nhưng mà cái chữ vạn này thì một số bạn lại chưa biết cách làm như nào, một số bạn đang thắc mắc. Thì hôm nay thì mình cũng làm cho khách cũng dành một chút, thì mình bớt chút thời gian quay video này cho các bạn. Thì ở đây là mình sử dụng điện áp là 5V, nguồn là 5V, đúng không ạ? Mình sử dụng nguồn 5V nên mình sẽ đấu cái chữ vạn này để chạy điện 5V. Đó, để chạy điện 5V, đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ đấu nối tiếp kết hợp với song song. Và như nào thì mình sẽ làm và các bạn sẽ theo dõi, đúng không ạ? Ở đây mình sẽ mắc nối tiếp hai bóng nép với lại một điện trở 150 ohm. Đó, các bạn có thể là sử dụng trở 100 được. Đó, lý do là mình muốn cái chữ vạn này nó sáng yếu hơn các tia và vòng. Đấy, như vậy khi sáng lên nó sẽ không bị chói, tức là ở điểm giữa này nó không bị chói và lóa. Đó, chính vì vậy thì mình mới làm cái chữ vạn này nó sẽ tối hơn một chút. Bây giờ thì bắt đầu thì mình sẽ lối bóng nét, mắc lối tiếp thì các bạn chú ý này, mắc âm con này vào dương con này. Đó. Đó, mắc lối tiếp âm dương. Như này, không biết các bạn có nhìn nó rõ không? Đó. Đó, mắc đây là cực âm, đây là cực dương này. Đó, con này là con này cực âm quay vào cực dương con này. Đấy, mắc nối tiếp với nhau. Đó, sau đó thì các bạn cắm vào đây. Đó. Lấy cái bút mình đánh dấu cho các bạn dễ hình dung hơn. Thì ở đây là cực dương này, đây là cực âm này. Đó. Thì điện trở là mình sẽ mắc vào cực âm này. Đó. Với cách làm này thì mình có thể là điều chỉnh cái độ sáng của bóng nét theo ý của mình. Đó. Đây là mình mắc bóng vàng, thì các bạn có thể mắc bóng đỏ. Đỏ hoặc vàng là đều có thể mắc theo cách như này, màu xanh, trắng thì các bạn không mắc được như này, đúng không ạ? Đó, các bạn chú ý nhé, đây là mình hướng dẫn mắc với bóng vàng và bóng đỏ thôi. Đó, còn những bóng khác thì các bạn không mắc được như này đâu, các bạn sẽ mắc khác. Đó, giờ mình sẽ hàn nó lại. Đó. Mình quên mất, các bạn hãy xoắn cái chân này một chút này. Đó, xoắn cái chân này. Đó. Xoắn cái chân như thế cho nó chắc. Nhìn nó không được đẹp lắm, nhưng mà nhìn qua nó không đẹp lắm, nhưng mà nó rất chi chắc, xoắn vào nó rất chi chắc, nó đảm bảo cái mối hàn của mình nó chắc chắn. Đó. Các bạn có thể làm xong đến đâu các bạn cắt luôn đi đến đấy cho nó cắt luôn cái chân này đi này. Đó. Các bạn cắt luôn đi. Đó. Các bạn cắt luôn đi cho nó gọn. Nó đỡ chọc vào tay. Mình quay video nó vừa quay vừa làm nên nó cũng không được chuẩn đâu lắm, nên là các bạn nó không được kỹ về cái thao tác ấy. Nên các bạn xem mà các bạn chỗ nào không hiểu thì các bạn có thể là để lại bình luận xuống phía dưới video này thì mình sẽ giải đáp, đúng không ạ? Tiếp đến là nhánh thứ hai. Nhánh thứ hai đây, mình đây là cực âm này. Đó, cực âm. Bây giờ mình sẽ quay cực âm của con này vào đây tiếp. Đó, để mình tiết kiệm dây nối, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Đó, mình quay như vậy để nó tiết kiệm dây nối thôi chứ nó không có gì cả. Đấy, còn tiết kiệm như nào thì một lát nữa các bạn sẽ rõ. Đó. Đó, tiếp tục là mình sẽ xoắn hai chân này lại với nhau. Đó. Đó, xoắn như này và mình lấy một con điện trở, đây điện trở 150 ohm đây. 150 ohm là nâu, xanh lá và lâu. Đó, lâu, xanh lá và lâu là 150 ohm. Đó, mình lại mắc tiếp vào cực âm. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ hàn nó lại. Đấy, các bạn cứ làm lần lượt như này. Làm lần lượt như này. Đó. Rồi, các bạn cắt nó đi. Hoặc các bạn hàn xong các bạn cắt một thẻ được, tùy các bạn.
nhớ là chúng ta chỉ cắt cái chân này thôi nhé, cái chân kiện thừa này nhé, còn hai cái chân đây như này mình tiết kiệm thì nối là sẽ hai con trở này đó, sẽ nối chung lại với nhau đúng không ạ? Đấy, hai con trở này sẽ nối chung lại với nhau. Trở này thì các bạn có thể là mắc dương cũng được, nhưng mà ở đây mình sẽ mắc trở vào cự âm đó. Lý do thì nó cái này nó điều khiển cái mạch điều khiển ấy, thường do nào nó sẽ đóng cắt thông qua cự âm, nên là mình sẽ đấu ở cự âm đó. Còn các bạn đấu cực dương thì cũng có nhiều bạn đấu cực dương đấy, cái mình chú ý một chút các bạn là dương âm thì được đó. Nhưng trong mạch nhát này thì mình sẽ đấu vào chân âm của bóng nét để đấu vào mạch điều khiển. Ở đây thì đây là cực dương này. Đó, đây là cực dương này. Đó, thì mình cái bóng này mình sẽ là cực dương, mình quay nó lại. Đó, đấy. Các bạn cứ quay kiểu như vậy làm sao để cho nó tiết kiệm lên lối nhất có thể. Còn nguyên tắc thì nó đây cực dương. Chân dài. Đó. Chân dài nét cực dương. Đó. Còn cực âm thì nó sẽ quay về đây. Đó. Mình sẽ xoắn hai đây lại, hai chân lại nhá. Đó, cực âm đây. Rồi, đó, mình lại hàn nó lại. Tí lát nữa mình sẽ vặn hai cực dương lại với nhau, cực này, cực chân này, cái chân này, lát nữa mình sẽ xoắn nó lại với nhau như này, đó để mình nối về dương nguồn, đó như vậy nó sẽ tiết kiệm dây nối. Chứ nếu cái này các bạn mà quay rằng này, cái này mà quay ra đây, đó thì tí nữa mình phải mất công nó ngoằn nhìn nó xấu, đấy, mình tận dụng hai điểm cộng này với nhau, đó thì mình nối dây nó sẽ đỡ tiết kiệm dây và nó chống nhiễu sẽ tốt hơn, bởi vì dây dọ mình hạn chế dùng đến, càng đỡ bị nhiễu. Rồi, tương tự bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm đến con tiếp theo. Những cái con điện trở này nát chúng ta xoắn lại với nhau. Đó, đây là cực dương này. Đó, đây là cực dương này. Đó. Thì ở đây mình sẽ đấu một cực dương nữa vào đây, quay đây. Và cực âm mình sẽ mắc sang bên này. Đó. Thì ở đây hai con nét này mình sẽ phải đây. Đó. Mình sẽ tận dụng chân nó dài như này, mình mắc luôn. Đó, mình xoắn hai chân này lại nhau. Đó. Và cực âm mình sẽ mắc ở đây. Mắc như này mình sẽ hạn chế được, lát nữa mình sẽ hạn chế được rất nhiều cái phần lối dây. Mình cũng xin nói luôn là cái video này dành cho những bạn nào mà chưa biết, mới tìm hiểu thôi nhé. Còn những bạn nào biết rồi, cao thủ rồi thì có thể là bỏ qua video này, tránh những cái bình luận nó không hay, đúng không ạ? Anh em nào biết rồi thì có thể là để lại góp ý, hoặc có thể là không nói gì. Đó, anh em là biết rồi thì có thể là chia sẻ thêm cách làm hay cho những bạn mới, các bạn ấy có thể tìm hiểu với các bạn nào. Đó, chứ cũng tránh những bình luận nó không được hay cho lắm, đúng không ạ? Mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hy vọng sẽ nhận được sự đóng góp của các bạn để mình có động lực ra những video tiếp theo trong thời gian tới, để phục vụ mọi người tốt hơn.
Thì ở đây cái này chân dương hết, nhưng mình nói là các bạn vặn với nhau, lát nữa mình sẽ vặn là như này. Đó, chân dương đây. Đó, vặn như này. Lát nữa mình nối vào một cái chân dương gần nhất trong này. Thì lát nữa là mình sẽ đấu âm trung và dương trung. Âm trung với nhau, âm của tất cả các nhánh trung lại với nhau, dương của tất cả các nhánh trung lại với nhau. Đấy, các bạn nhớ là âm của các đầu điện trò này, các đầu điện trò này sẽ nối chung với nhau này. Các đầu không điện trò này nối chung với nhau. Đó. Sau khi chúng ta đấu xong như này rồi, bây giờ chúng ta sẽ vặn các đầu điện trở lại với nhau, chung lại với nhau. Và các đầu dương này chúng ta sẽ vặn chung lại với nhau, đúng không ạ? Đó, cái đầu điện trở này là cực âm. Đầu điện trở này là cực âm này. Đây, hai chỗ này thì cũng vặn luôn chung vào nhau, đỡ phải nối ra. Chú ý là không để cho nó, cái đầu này không được chạm, là sao để không nó chạm chập với nhau là được. Nó chạm với nhau là nó chập, nó hỏng, cháy bóng nét. Đó. Các chân dương này cũng thế, dương này cũng vặn hết với nhau. Đấy, nát chúng ta đấu điện cấp về nguồn là xong. Đây, chân dương này vặn chung với nhau. Mình đang vặn chân dương. Ta cứ hiểu nguyên tắc của nó là dương của các nhánh nối chung lại với nhau, âm của các nhánh thì nối chung lại với nhau. Thế thôi. Hiểu được như vậy thì ta sẽ làm được nó đơn giản hơn. Rồi, giờ mình sẽ hàn nó lại. Hàn ở đầu điện trở này. Hàn các cực dương này. Đây là dây cực dương này, mình sẽ nối trước này. Đây là chung nhau này. Đó, mình sẽ nối ở đây.
cắt luôn đi nó gọn. Đó, bây giờ mình sẽ lấy một cái sợi dây mình nối cực âm. Đây mình sẽ dùng cái dây màu đen. Mình đấu như này các cụm vẫn trở nhau như này để nó hạn chế cái dây nối nhé. Các bạn nhớ giúp mình. Đây mình nối nốt đi, hai cụm này. Rồi bây giờ chúng ta cắt tỉa các chân linh kiện này đi cho nó sạch à. Có thể dùng kem keo nến để chúng ta cố định lại các đầu điện trở này cho nó chắc, nó không bị lâu nay nó không bị gãy. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cấp điện chạy thử nhé. Vâng. Đây là cái mặt trước, đây là mặt trước, cái chiếu gạn mặt trước đây. Các bạn nhìn thấy ánh sáng nó rất chi là vừa. Đó. Nếu như các bạn mà dùng nét lên dây nó sẽ sáng giữa này, nét này chiếu gạn này sẽ sáng nó chói quá. Đó. Nhìn nó rất chi là chói chang. Đó. Thì các bạn nào mà còn có băn khoăn thắc mắc có thể để lại cái bình luận ở phía dưới video này để mình sẽ hỗ trợ giải đáp cho các bạn. Hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo hotline hoặc Zalo theo số này giúp mình. Đó thì mình sẽ hỗ trợ các bạn nào cách đấu nét như này để làm sao cái biển của mình có độ sáng tốt nhất cũng như là độ bền.